Đây, ghế đây nha, bên trái. Mời anh chị mở mặt nạ ra. Chào chị Cát Tường. Dạ, chào anh ạ. Bây giờ anh chị sẽ giới thiệu lớn lên nha, để cho đối phương có thể nghe được những thông tin của mình. Mời anh. Vâng, chào chị Cát Tường, cùng chào tất cả ekip. Tên tôi là Trần Hữu Định. Năm nay là 54 tuổi. 54. Sinh năm 1966. Dạ. Hiện đang sống và làm việc ở Bình Dương. Làm sales cho công ty và nhà đất Nam Phát. Anh là quê ở đâu anh? Quê ở Hà Tĩnh. Quê Hà Tĩnh, anh vào Bình Dương lâu chưa? Được, vào Bình Dương được một thời gian, được 2 năm, 6 năm vừa rồi là về. Do cái điều kiện hoàn cảnh, xong rồi với vào đấy thì được một thời gian mấy tháng. Xong rồi và ổn định công việc. À, coi như cũng đi ra đi vào 2 lần rồi. Bây giờ là ổn định công việc rồi. Hiện anh đang sống ở đâu, sống với ai ạ? À? Sống một mình. Dạ, là mình ở chỗ làm luôn hay là sao? Ở chỗ khác, ở thì cũng gần nhau thôi. Dạ, còn chị thì sao ạ? À? Mời chị. Dạ, chào chương trình, chào chị Cát Tường. Em tên là Hồng Nhung. Dạ. Hôm nay em 45 tuổi, em quê Thanh Hóa. Thanh Hóa. Dạ, em vào đây được 20 năm rồi. 20 năm rồi? Dạ. Mình đang sống và làm việc ở đâu chị? Dạ, ở Bình Dương ạ. Dạ, mình làm công việc gì ạ? À? Em làm giáo viên mầm non. Cũng Bình Dương ha. Năm nay chị 45 tuổi. Dạ. Đang sống với ai? Với em gái ạ. Dạ, em gái. Ở với Bình Dương luôn. Dạ. Ủa? Sao anh đi chân không vậy anh? À còn. Hết hồn à. Trời ơi, tưởng hôm nay đi kiếm vợ đi chân không chứ. Trời ơi. Lý do gì tự nhiên cởi dài ra vậy? Chị bảo là làm sao mà. Ra sao cởi dài ra, em nhìn xuống thấy đi chân không hết hồn. Nóng quá, nóng quá. À, nóng quá. Chà, điểm mạnh điểm yếu của chị là gì ạ? À, điểm mạnh của em thì thường thường nấu ăn, thích trẻ con. Và điểm yếu thì em hay nói nhiều và hay quên. Nói chung điểm yếu nhiều lắm, kể không hết. Mình làm cái công việc dạy trường mầm non là được lâu chưa? 20 năm. Dạy mầm non 20 năm luôn. À, vậy là yêu dạy trẻ là đúng rồi. Thế còn anh, điểm mạnh, điểm yếu của anh là... Điểm mạnh thì nó lạc quan, có chị tiên thủ, quan tâm chia sẻ. Còn mặt yếu thì hay quên. Trời ơi, bên đây cũng hay quên. Bên đây cũng hay quên. Vậy là cả hay cả tin. À, tức là mình sống với tình cảm, là người ta lạm dụng, lợi dụng cũng được. Là... Trước giờ đã có bị lợi dụng cái nào, cái gì nặng nề chưa? Dạ, cũng bị nhiều, hồi nói chung bị, cứ dính vào là bị. Rồi tình trường sao anh? Anh là 54, 54 tuổi, vậy là mình đã có kết hôn lần nào chưa anh? Có một lần thôi. Lúc đó năm anh... Năm đấy cũng là lần, tức là cách cũng lâu rồi đấy. Ly hôn bao lâu rồi? Ly hôn là được lâu rồi, từ năm 2000 đến giờ. Dạ, thôi rồi mình có cháu nào chưa? Một cháu thôi, một cháu trai, cũng lớn rồi. Mấy tuổi anh? Cháu đi làm thôi, năm 96. Sinh năm 96, bây giờ cháu ở với ai ạ? Cháu với mẹ, cái màng này là cháu đi với mẹ. Dạ, vậy là cái... Cháu yêu cầu của mẹ. Dạ, nhưng mà hôn nhân kéo dài được bao nhiêu lâu ạ? Cũng được từ năm 89. Dạ, cũng mười mấy năm mà có một mặt con rồi, nguyên nhân tại sao chia tay ạ? Chuyện vợ chồng thì nói không ai hiểu được, trong mỗi giờ góc gia đình, nhưng mà mỗi hoa mỗi canh mà. Thì khi trao đổi thì chia sẻ với cả tương một tí cuộc sống thăng trầm nữa, thì bình thường không sao cả, lên thạc xuống ganh vợ chồng có nhau để khi mình cuộc sống nó ổn định, vậy là mức sống nó nâng lên một cái thì con người nó thay đổi cái cách nhìn và suy nghĩ, tác động của xã hội là bắt đầu ảnh hưởng về gia đình. Vợ tự nhiên là thay đổi cái thì suy nghĩ ngay là bắt đầu là gia đình ràn nứt và cùng hỏng nó từ đấy. Và mấy năm nay mình có qua lại để mà thăm nom gì nhau không ạ? Không, nhưng vợ đóng chưa yêu cầu đâu. Đi luôn rồi. Dạ, nguy hiểm như thế đấy. Cái quan điểm của nhà anh cũng không gặp con luôn. Mới gặp được 1-2 lần đấy. Cả chục năm gặp có 1-2 lần. Đúng rồi, vợ đóng cho gặp thì chịu làm gì được. Tức là quan điểm của nhà này thì cả tương là, tức là từ khi cháu còn bé mà 5 tuổi nó bảo là việc người lớn thì mình nên giải quyết người lớn, còn trẻ con thì mình nên để cho cháu một yên một nơi, coi như mình là người lớn, mình đi xa để trẻ con nó không bị tác động, mình không níu kéo, không vướng vấn gì cả thì ai nuôi cũng được. Về quan điểm mình thống nhất đưa ra trước tức là mình nuôi, nhưng đến khi là mình đi xa cả thế là về là cô ẩm nó có ẩm đi luôn, thỏa thuận với nhau vậy thôi, là bên mình nuôi. Nhưng đến khi về là cô là tự nhiên cô ẩm bằng nói chuyện với ba thế nào bùi tái cả là ba trao cháu cho cô là cô ẩm đi luôn, mà mãi tít luôn không và cô đóng không cho qua tiếp xúc gì đấy. Bây giờ là mất liên lạc luôn. Cháu vẫn có liên lạc với nội. Ê, còn chị thì sao ạ? Để em thì chưa lập gia đình. Độc thân chưa có gì hết. Thế mình đã trải qua được mấy mối tình rồi chị? Chung là 2 mối tình ạ. 2 mối tình. Dạ. Mối tình sâu đậm nhất là được bao lâu, kéo dài bao lâu? Khoảng độ được hơn 1 năm. Cái tay cũng khoảng độ 2 mấy năm. Quen 2 mấy năm trước rồi. Một mối tình đó quen hơn được 1 năm. Thế mình còn nhớ lúc đó lý do sao chia tay không? Hồi đó là mẹ bạn là bệnh nặng á,
Xong rồi bảo là cưới thì tại vì lúc đó còn nhỏ lắm, cũng chưa suy nghĩ đến cưới xin gì hết. Mình bạn là con trai thôi nên vẫn là để ra về mà mình không chịu ấy thì chia tay thôi, đơn giản. Rồi từ đó đến nay? Từ đến nay thì không. Là gần 20 năm là không có một mối tình nào hết. Lý do tại sao chị? Lý do thì mình cứ nghĩ là mình yêu cái người đầu thì cái người thứ hai phải bằng cái người đầu thì mình mới lấy. Cái ví dụ như người đầu thì 10 thì mình thứ hai thì phải được 9. Không có ai được bằng như vậy thì mình... Mình đi luôn một hơi 20 năm luôn. Dạ đúng rồi. Có khi nào mình thấy mình tiếc nuối gì hay là mình buồn gì, gì như thế nào không? Có tiếc nuối thôi chứ buồn thì cũng chỉ một chút, là khi nào ba mẹ mà gọi điện la thì hơi buồn tí. Dạ. Thế là tiếc nuối thì có. Dạ. Dạ. Thế năm nay là mình quyết chí lập gia đình cho chị ha? Quyết lắm rồi mới lên đây á. Quyết lắm rồi. Nào mình cũng lớn tuổi rồi nha. Dạ. Chị muốn mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Biết quan tâm và chia sẻ. Dạ. Ví dụ như hôm nay anh đi nhậu thì nói là hôm nay anh đi nhậu mà nhậu ở chỗ này chỗ kia. Ví dụ có chuyện gì xảy ra thì mình biết cái chỗ đấy mình đến, thế thôi. Về nhà nhưng mà nhậu thì nhậu thoải mái, không có quan trọng gì hết. Nhưng mà làm sao nhậu thì phải biết đường để về nhà. Đừng để lộn nhà người khác nha. Dạ vậy thôi. Chứ đây ngoại hình thì chị có yêu cầu gì không? Cao thêm một chút, ngoại hình dễ nhìn hơn. Dạ, còn anh mẫu người anh đang tìm kiếm anh có cái chuẩn như thế nào mà? Anh thì bình thường, trước tiên là cái tiêu chí của anh có ba gái lên. Thứ nhất là chúng thủy, nói là phụ nữ người ta phải cương quyết. Cái thứ hai là cùng chúng ý chí, cái thứ ba là phải đồng cam cộng khổ. Yeah. Vì hạnh phúc là một hành trình. Bây giờ em hỏi anh nè, nếu bây giờ anh lập gia đình nữa thì anh có muốn có con nữa không? Cái đấy thì đương nhiên là sẽ xảy ra. Wow. Chỉ một đứa thôi. Một đứa nữa thôi, đúng không? Thế giờ em hỏi chị nè, là chị có muốn có con không? Dạ có. Nhưng mà theo như em thấy là về y học là như là tuổi của chị là cũng hơi khó khăn rồi đó. Chị có đi, có lo lắng hay có kiểm tra hay có đi bác sĩ gì chưa? Dạ cũng có. Có hay sao? Bác sĩ nói sao? Nói là bình thường. Bình thường? Dạ. Trước khi chương trình ngoại điện thì cũng có đi trước để coi là ý của bác sĩ nói như thế nào. Nhưng mà bác sĩ nói là bình thường, cứ thoải mái. Rồi như bình thường thoải mái vẫn sinh được phà đúng không ạ? Dạ. Chị muốn có mấy cháu? Trời cho bao nhiêu lấy bấy nhiêu ạ. Trời, giống như ý anh nói cũng cặp này cũng hợp rồi. Một cháu là cũng được rồi, để mình nuôi dưỡng cho nó tốt nha. Với là mình, anh chị cũng lớn tuổi rồi. Đó là mình nói vậy thôi, rồi còn có chuyện mà anh chị có bấm nút rồi có hẹn hò tiến tới hôn nhân không là còn một vấn đề khác nữa. Rồi cho em mượn cái tấm hình của chị coi ạ. Trong này là có chị á nha. Anh tìm thử coi chị là ai. Dạ, tìm đi ạ. Mỗi người cho đối phương một gợi ý đi. Chị cho gợi ý trước đi chị. Cao 1m6 ạ. Rồi, cao 1m6, 45 tuổi, làm nghề nuôi dạy trẻ. Còn anh, 54 tuổi, cao mét mấy ạ? Cao 1m66. Cao 1m66. 1m66. Trời, sao tự nhiên đoán vô giờ chỉ cho anh nó hay vậy? Tại vì cao 1m66 thì tầm đó thôi. À, hay quá rồi. Con này là có gia đình rồi nè. Con này sao biết ta có gia đình rồi? À, tại vì ta có đấy. Trời ơi, nhiều con, nhiều khi con cháu chắc của ai rồi ẩm chơi sao? Vâng, thế cô giáo thử đoán con hôm nay đi. Thử đoán cô giáo là con nào đi. À, cái cô giáo là ẩm em bé đó phải không? À, đúng không? Rồi, cô giáo thích trẻ con. Bây giờ phải mở cửa ra tìm ra để hai anh chị thử kiểm tra nha. Yeah. Hỏi cặp này là xứng đôi ạ. Mời anh chị hãy hướng về cửa trái tim. Hay dữ ta ơi. Ôi trời, chào anh. Anh có món quà nhỏ nè. Đó. Cảm ơn anh. Em cũng có món quà để tặng anh. Trời ơi, cô giáo cao dữ nha. Anh cảm ơn nha. Rồi. Rồi hai anh chị ngồi xuống nha. Rồi bây giờ thấy mình chọn đúng không ạ? Đúng rồi. Nè, cổ chọn đúng anh luôn nha. Đây đúng không? Cổ vừa nhìn một cái cổ chọn đúng móc anh liền. Đó, hay dễ sợ không? Anh chọn là bởi vì thầy để trẻ con thì đúng là nuôi dạy trẻ đấy. Đó, chứ đâu phải ẵm con là có chồng rồi đâu. Bậy. Đây nè, món quà này mới đặc biệt nè. Thế ý nghĩa món quà này là sao vậy chị? Tại em cũng muốn là hạnh phúc là hai vợ chồng con cái nó sum vầy như vậy. Anh cảm nhận những món quà của cô giáo này nè. Món quà của cô giáo rất ý nghĩa. Cảm ơn cô giáo. Mình cất kỹ biết đâu mai mốt đứa con đầu lòng của hai vợ chồng mình sẽ lấy ra mình chơi. Đây là món quà kỷ niệm đầu tiên của mẹ dành cho ba ha. Wow. Ba đưa lại cho con nha. Một câu chuyện rất ý nghĩa. Dạ, em cũng hy vọng vậy đó. Thì bây giờ Tường sẽ dành cho anh chị thời gian để anh chị trò chuyện với nhau. Rồi 5 phút sau thôi Tường sẽ quay lại nha. Mời anh chị cùng ăn trưa với nhau tại nhà hàng Maria Sài Gòn. Các Tường xin mời hai anh chị thưởng thức món hàu đúc lò phô mai của nhà hàng Maria Sài Gòn nha.
Đây là một món ăn có hương vị thơm ngon, lại giàu dinh dưỡng. Hào thì được lựa chọn rất kỹ lưỡng, mang hương vị biển tự nhiên. Bọc bên ngoài là lớp phô mai rất béo và rất thơm. Dạ, mình vừa ăn ha anh chị ha, và vừa trò chuyện với nhau. Dạ, chúc anh chị ngon miệng ạ. Cảm ơn. Tường sẽ quay lại ngay ạ. Cảm ơn, cảm ơn chương trình. Mời em nè. Dạ, mời anh ạ. Anh em đi. Anh mới vào đây làm nghiệp mới có 2 năm thôi hả? Không, là cũng được 10 năm rồi, nhưng mà vừa rồi lại phải về. Không có việc nó phải về. Rồi, chúc sức khỏe em đi. Gặp nhau là cái duyên đấy, chúc em. Mình sẽ có câu chuyện. Anh Tình Yến nhé. Em bố mẹ khỏe nữa? Dạ, bố mẹ em còn khỏe. Nhà mình đông anh em? Nhà em được 4 trẻ em, là lớn ạ. Trai gái nam nữ thế nào? Ba gái, một trai ạ. Đẹp quá nhỉ. Bố mẹ nó bao nhiêu tuổi? Bố em 75 mà mẹ em 70 ạ. Tốt em. Em vào đây lâu rồi đúng không? Dạ, giờ anh đang ở Bình Dương có một mình anh ạ. Ở một mình? Dịp gặp đấy là một cái điều là duyên, là ý của trời. Thế còn thực hư nào thì là mình sẽ tìm hiểu. Em cũng vậy, thấy em gặp ở đây là cũng là một cái duyên của chương trình để cho hai người đến với nhau. Còn như thế nào thì sau này mình... Đó là cái cầu nối để mình hiểu với nhau hơn mà cũng dạ. Ủa lúc nãy em có nghe anh nói là giờ anh có một bé mà giờ không ở với anh à? Đúng rồi, cũng không đi lại. Vậy từ hồi chia tay chị đến giờ mà anh cũng không gặp lại con à? Có gặp một lần. Gặp ở trong ba về giữa ba giữa Vũng Tàu về gặp một lần. Tại sao anh không đi tìm bé để tìm gì? Không có. Không, tại vì mình là cha, mình phải có trách nhiệm. Nhưng mà người ta không yêu cầu. Không, em thấy là người mẹ họ không cho mình gặp bố thì là cái điều đấy là cái ý định của người mẹ. Còn nhưng mà con ấy thì là mình thấy là con mình đẻ ra thì nếu như mẹ không cho con hai bên thì mình phải tự mình đi kiếm. Còn lúc đó giả dụ không cho nuôi nhưng mà mình vẫn đi lại được. Anh là em như vì con mà anh hết đấy, hết gia tài đấy, đóng đủ với con ấy. Mà đến khi anh phải đóng cửa, là người ta đóng cửa thì mình làm sao để được. Thì các em người tư vấn anh phải quá rất nhiều nhà tư vấn thì anh ổn định lại tâm lý và sức khỏe. Người ta mới nói thôi, nỗi đau nào nó quá đi mà. Thì thời gian là thang thuộc thì nó sẽ nguôi ngoai chứ mà cứ đóng đuổi nó sẽ ảnh hưởng. Nên sao anh phải dừng lại chứ. Thế nhưng em nghĩ là chia tay cũng lâu rồi mà tại sao không có bao giờ đến tìm anh không ạ? Cũng không luôn. Gặp lại. Dạ, thí dụ như sau này anh kết hôn, anh định lập nghiệp ở trong này hay là anh về quê? Lập đấy. Anh bây giờ là lập đấy. Lập đây chắc chưa chứ em thấy anh đi ra đi vô hai quận rồi. Thôi bây giờ thì lập đấy rồi. Lập đây rồi ha. Bây giờ hẹn hò để kết hôn mà mình tính nãy giờ có bàn bạc, mình gặp gỡ, mình hẹn hò tìm hiểu nhau như thế nào chưa? Thí dụ như cái trường hợp là ảnh đã có mà một đời vợ, có được con rồi thì chị có ngại gì không? Nãy như em cũng nghe hai anh chị đang bàn về vấn đề này đúng không ạ? Anh chị có suy nghĩ như thế nào? Mình cứ thẳng thắn chia sẻ, mình hiểu nhau thôi. Em thì em không có vấn đề gì cả. Nhưng mà lúc nãy thấy anh nói là con mình sinh ra thì mình phải có trách nhiệm. Nhưng mà biểu là từ hồi chia tay đến giờ thì không có gặp con thì thấy nó cũng... Thấy buồn? Dạ. Buồn. Tại vì dù gì mình cũng là cha của bé cả. Thật ra đúng nó rồi. Cũng có nhiều trường hợp. Thật ra mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chia tay mẹ thôi chứ không phải là con. Thì mình vẫn cứ đi lại với con. Nhưng mà có những trường hợp phụ nữ người ta không cho thăm, lấy gì đâu mà thăm. Đúng rồi. Thí dụ giống như em, ví dụ giống như em nè. Lúc em chia tay em đâu có cho ba nó thăm con đâu. Em nói trước luôn, con em nuôi, đừng có đụng, đừng có dính vô, đừng gì hết. Người ta không cho, lấy đâu thăm. Chứ thật ra con mình mà ai cũng muốn. Nhưng mà nó tùy nhà. Cũng thật sự là có những ông chồng rồi cũng vô trách nhiệm, không thăm nom con. Rồi mình có gia đình mới, rồi có con mới rồi quên bẵng đi. Mình có một cái đứa con luôn. Cũng có những trường hợp như vậy anh ạ. Cho nên là giờ mình mới gặp nhau, mình cũng không có thể nào mà mình mà nhận xét được. Cái đó là cần phải có thời gian để anh chị tìm hiểu nhau nhiều hơn, để mình biết như thế nào. Cuộc sống mà muôn màu muôn vẻ, nó nhiều cái sự kiện xảy ra lắm chị. Cho nên nhiều khi mình nghĩ cái quan điểm của mình là đúng, nhưng mà mình cũng không chưa thể nào mình khẳng định được đối phương là đúng hay sai. Tại vì mỗi cái sự việc á, nó lại mỗi cái góc nhìn khác nhau. Nhưng mà ý là chị không ngại cái vấn đề đó chứ gì, đúng không? Chị chỉ đang thắc mắc là sao ảnh không thăm con ảnh thôi chứ gì. Vì đây cô giáo rất thương con nít. Buồn lắm, ở nhà này buồn lắm. Nói với con cái là đắm đuối lắm. Nhưng bây giờ bất khả kháng. Thì giờ những cái này khi mà mình tìm hiểu nhau, anh chị sẽ trao đổi thêm. Còn nhiều cái lắm. Chị quan điểm như thế nào về cái tình yêu trong hôn nhân ạ? Mẹ chung thủy thì mới giữ được gia đình. Để cho gia đình êm ấm, làm ra tiền mà không có chung thủy thì cũng không có giữ được hạnh phúc trong gia đình. Thế còn anh quan trọng điều gì nhất trong cái hôn nhân ạ? Anh cũng vậy. Trước tiên cái tiêu chí là phải chung thủy.
tiền là vật mình phải xem đừng quá quan trọng và đừng chi ly. Điều này bởi vì tiền thì cứ xem tiền là vật ngoài thân. Tiền nhiều mà chết là hết. Vợ chồng đồng cam cộng khổ. Đúng. Chia sẻ với nhau ha, cùng vượt qua. Nhưng mà nói chung cũng phải cố gắng đi làm, phấn đấu vươn lên, phải an cư lạc nghiệp, phải có cái mình sinh con cái ra vẫn cho con nó đầy đủ chút để con mình nó đỡ cực khổ. Bây giờ em mời hai anh chị nha, chúng ta sẽ bóc vào những lá thăm của chương trình và đọc những cái yêu cầu ở trong này. Mời chị trước đi ạ. Đọc lớn lên nha chị. Hãy kể ra ba điều anh thích và quên tất cả trên cơ thể của phụ nữ. Cái gì em đọc chị đọc thì không hiểu gì cho vậy. Hãy kể ra ba điểm anh thích và quan tâm nhất trên cơ thể phụ nữ. Ôi, anh hiểu rồi, anh đọc đó hiểu, hiểu rồi. Dạ, anh để ý gì nhất cả? Trước tiên là mình là khuôn mặt đã. Khuôn mặt là cửa sổ tâm hồn đi. Sau đến vòng 1 đi, từng bước một. Vâng, là mới 2 vòng 1 rồi, cái vòng, thứ 3 là cái gì ạ? Từ rồi vòng 1, vòng 2, vòng 3 mình để xem thì như vậy thì cảm thấy. Là em theo anh là anh từ trên xuống. Đúng rồi, thế mình phải đảo rồi, nhưng mà cái đầu tiên là cái khuôn mặt và đi vào cửa sổ ngay. Đó rồi anh ạ. Chị để cho cô chị thấy không? Bạn gái hãy biểu diễn hoặc thể hiện một năng khiếu mà mình cảm thấy tự tin nhất. Hát, múa, giao tiếp. Dạ, xin mời chị, trúng nghề chị rồi. Giáo viên mà. Bài tù. Dạ, rồi mời chị ạ. Em sẽ hát và múa cho anh. Dạ đây, rồi, hát múa. Đó, hát và múa em nha. Em hát bài, em là cô giáo mầm non nên em sẽ hát bài Hai bàn tay của em cho hai người trong tình nha. Rồi, mời cô. Hai bàn tay của em múa cho mẹ xem. Hai bàn tay của em múa cho mẹ xem. Khi em giơ tay lên là rình bướm trắng. Khi em giơ tay xuống là cánh bướm đậu trên cành hồng. Em vui. Trời ơi, múa đẹp mà sao hát nhỏ vậy? Hát vậy rồi sao mấy con nghe được ta? Em tập không được. Bình thường thì tập hát. Không, ở nhà thì em văn nghệ được nhưng mà lên đây không dư. Nhưng mà bình thường rồi có dạy cho trẻ múa hát không? Dạ có ạ. Dạ rồi trong lớp là bao nhiêu bé? 40 mấy. 40 mấy bé mà cô giáo nói cái giọng vậy là 40 mấy bé đâu cô nghe được. Không, em la to lắm ạ. To lắm mà bây giờ sao bữa nay nói nhỏ xíu. Hôm nay em run. Rồi em run quá. Chắc là khớp rồi, đã trúng người rồi đó. Cũng 20 năm chưa có quen ai. Em dành cho hai chị ít phút nữa. Mỗi người hãy nhìn nhau, nhìn qua trái tim này 30 giây. Rồi mình hãy nói cho người đối diện biết cảm xúc hôm nay của mình như thế nào trước khi chúng ta quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Chị đang xúc động mà chị nói luôn đi ạ. À. Giờ chị muốn nói gì với anh ạ? À? Dạ em không biết giờ nói gì được nữa. Rồi vậy anh nói trước ạ. À. Mình đàn ông mình nói trước đi ạ. À. Rồi hai anh chị nhìn nhau đi ạ. À. Qua cái buổi gặp mặt trong thời khắc là cái duyên rồi. Cái này là cái bước đệm để mình có cái cơ hội được chia sẻ nhiều hơn và là cũng là cái cơ hội để mà mình tiến xa hơn. Anh cảm nhận về cô gái này, anh nhận xét về người phía ngồi đối diện anh như thế nào? Anh có rung động được miếng nào chưa ạ? Có chút. Có. Có cảm nhận một tí. Còn chị thì sao ạ? Em thì cũng muốn trước tiên là chị nhận xét về anh như thế nào? Em thấy anh cũng hiền, thật thà. Hiện tại chị cảm thấy như thế nào? Em thì em thấy anh cũng nhẹ nhẹn, hoạt bát mà. Nói chung cũng có một tí. Cũng gì ạ? Cũng có một chút. Một chút gì? Chút cảm tình ạ. Hả? Cho một chút cảm tình ạ. À có chút cảm tình. Trời ơi chị nói lớn hay chị nói nhỏ quá à. Là cũng có rung động phải không? Dạ. Thì đó là cũng những cái bước đệm thôi. Thật sự những cái ít phút trên chương trình này nó không có đủ để mà anh chị hiểu nhau. Chúng ta phải có nhiều thời gian. Thì hôm nay là chương trình chỉ tạo cho anh chị một cái cơ hội. Các Tường cũng chỉ làm cái cầu nối cho anh chị gặp nhau thôi. Thế còn cái quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau để mà tìm hiểu để tiến xa hơn được hay không là cái quyền quyết định của anh chị. Nếu mình thấy đây là mình rung động, đây là cái người mà mình có thể là xây dựng được lâu dài thì chúng ta đừng bỏ lỡ cái cơ hội này. Mời hai anh chị đặt tay vào cái nút bấm này. Và sau 3 tiếng đếm của Cát Tường, nếu như anh chị đồng ý thì mình bấm mạnh vào đây. Nếu như không đồng ý thì mình lấy tay lui. Nha, và mời hai anh chị nhắm mắt lại nha. 1 2 3 Hết thời gian, rất là nhanh lẹ. Rồi mời hai anh chị qua đây. Bây giờ nắm tay nhau đi ạ. À. Trời, cô giáo mắc cỡ được. Cô giáo mắc cỡ. Nắm tay nhau đi ạ. À. Cô giáo mắc cỡ.
Và ngày hôm nay là lần đầu tiên anh chị đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Anh chị cũng có thể dành cho nhau một nụ hôn. Tay lạnh thế, tay cô giáo mà lạnh thế. Thế thì giờ anh làm sao cho anh chị ấm lên một chút xíu đi ạ. Biết đâu sau này mình thành đôi, đây là những hình ảnh rất đẹp. Dạ, mời anh. Cảm ơn. Mình nói trước hay là ai đấy ạ? Vâng. Rồi alo, chào chị ha. Mình giới thiệu đôi nét về bản thân mình. Mình chủ động chia sẻ về thông tin cá nhân của mình cũng như là những cái điểm mạnh điểm yếu của bản thân ha. Ở đây thì chỉ có là ban biên tập của chương trình thôi. Cho nên là mình cứ thoải mái chủ động ha. Cứ tập dượt trước để sau để xem là đến lúc mà gặp bạn trai thì mình có bị run hay không nha. Dạ vâng. Vâng. Chào các anh chị và các bạn. Em tên là Đinh Nguyễn Tố Anh. Em sinh năm 1987 và em 36 tuổi. Tình trạng hôn nhân của em thì thực ra là em đã ly hôn rồi và em chưa có em bé. Thì em cũng rất mong là đến chương trình này thì em sẽ được có cơ hội để kết nối với những ai phù hợp. Cách của em thì em là một người rất là nữ tính, nhẹ nhàng, chu đáo và trách nhiệm. Em là người rất là hướng về gia đình. Ưu điểm của em thì cũng chính là cái tính cách của em, tức là em rất là trách nhiệm và chu đáo, cũng nguyên tắc nữa. Và ai cũng nhận xét là em rất là nữ tính. Về nhược điểm của em thì vì là tính của em nó rất là nhạy cảm, cho nên là đôi khi là em sẽ hơi lơ đễnh, không được tập trung lắm trong câu chuyện, nhưng cũng mong có một ai đó cho những cái suy nghĩ lơ đễnh đấy của mình cho cuộc sống. Về mong muốn của em về bạn trai thì thực ra là em đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội, nên là nếu có cơ hội thì em rất là ưu tiên là được kết nối với một bạn trai nào đấy cũng sinh sống và làm việc ở Hà Nội, hoặc là bán kính cách Hà Nội khoảng 100 km cũng được ạ. Còn nếu không có nguyện vọng như vậy thì mọi người ở trong miền Nam em cũng rất là welcome, em sẵn sàng vào đấy để có thể có cơ hội kết nối cũng không sao ạ. Rồi, ok, bây giờ mình quay trở lại đi. Mình đi làm một lèo rồi, mình chưa có đi vào cá nhân của mình là mình đang làm công việc gì, mình quê ở đâu này. Mình em quê ở Hà Nội và em đang làm nhân viên ngân hàng cổ phần trong nước. Nhân viên ngân hàng gì có anh ha? Ngân hàng ở Sài Gòn Hà Nội SHB ạ. À, có nghĩa là chuyển công tác vào trong này cũng được đúng không? Vâng, nếu mà phù hợp thì em cũng sẵn lòng. Ok, nhưng mà mình làm vị trí gì ở ngân hàng ha? Em làm nhân viên chính, bọn em gọi là chuyên viên cao cấp ạ. Chuyên viên cao cấp. Vâng. Là hội sở, làm hội sở. Vâng, hội sở Hà Nội. Thì đa số là chuyên viên cao cấp, đa số là làm ở các hội sở thôi chứ không làm ở các phòng giao dịch đúng không? Dạ vâng. Rồi, vậy thì bây giờ là Tố Anh có chia sẻ là mình đã ly hôn rồi. Thì cái cuộc hôn nhân của mình là kéo dài bao lâu? Và mình tại sao lý do mình chưa có con? Nó làm do mình kế hoạch hay là mình ly hôn nhanh quá mình chưa kịp có con? Thực ra là em kết hôn đến lúc bọn em chia tay là có 2 năm. 2 năm thôi ạ. Thực ra là bọn em không hợp vì bọn em cũng hơn nhau nhiều tuổi. Anh chồng cũ em hơn em 11 tuổi. Thực ra là sẽ có những cái nó cũng bị vênh, khi về sống chung nó cũng có những cái bị vênh vì anh ấy cũng hơi gia trưởng. Còn có con thì là bởi vì sau khi kết hôn là em mới tiêm cái vaccine HPV ấy, thì họ bảo là phải tiêm 6 tháng mới được thả bé. Thì sau đấy chắc là cũng căng thẳng hay như nào đấy nhưng bọn em cũng chưa có con. Tức là sau khi mình kết hôn là mình mới đi tiêm cái HPV đấy hả? Lúc mà bọn em quyết định cưới thì bọn em phải tiêm. Thì tiêm xong 6 tháng thì còn phải kiêng 6 tháng nữa. Tức là nó mất khoảng gần 1 năm. Thì lúc đấy nó cũng hơi bị áp lực ấy. Nên là bọn em chưa có con. Nhưng mà vậy thì ly hôn là chỉ vì là do không hợp nhau hay là do cái vấn đề là mình chưa có con thì mình ly hôn? Thực ra là cả hai ạ. Thực ra là cả hai. Vì là em lúc đấy em cũng áp lực và em chưa có con ngay ấy. Mà anh ấy cũng nhiều tuổi nên là cả hai đều bị áp lực nên là cũng căng thẳng giữa hai gia đình nữa. Nếu như vậy thì là ly hôn đến đây được bao nhiêu lâu rồi? Em ly hôn 2014 ạ. 9 năm rồi. Ly hôn từ 2014 đến đây là 9 năm rồi đó hả? Dạ. Rồi trong 9 năm qua thì mình có tìm hiểu ai không?
Em có một mối tình là cũng định đi đến kết hôn, nhưng mà sau đấy thì bọn em cũng không kết hôn. Còn nếu mà ngoài ra giới thiệu thì chắc cũng 2-3 đám, nhưng mà giới thiệu thôi ạ, giới thiệu hẹn hò thôi, cũng không sâu sắc được lâu á. Alo, chị có nghe rõ em nói không? Ừ, chị vẫn, mình vẫn đang nghe nha. Rồi, ok. Thế thì bây giờ này, sau đó thì mình cũng có một cái mối quan hệ, cũng có định tiến đến hôn nhân. Nhưng mà sau đó thì là gặp nhiều lý do thì mình không có tiến tới hôn nhân được. Thì bây giờ là ngoài cái mẫu bạn trai mình đang mong muốn là ở Sài Gòn, rồi ở Hà Nội hoặc Sài Gòn đều ok. Bây giờ về những vấn đề khác thì sao? Người cũ của mình cũng hơn mình 11 tuổi thì bây giờ người mới thì như thế nào? Ly hôn rồi có con thì bạn có ok không? Dạ, em rất là cởi mở nếu mà anh ý tình trạng giống như em hoặc đã ly hôn mà có con cũng được. Nhưng mà nếu mà anh ý nuôi con thì em muốn là anh ý nuôi một bạn thay vì là nuôi hai bạn trở lên, thì bởi vì em không có kinh nghiệm nuôi em bé á. Em sợ là nó sẽ khó hoặc hợp ý. Nếu mà nuôi một con thì vẫn ok. Thực ra là một công việc về công việc thì em cũng muốn là anh ấy cũng trình độ như em, tại vì em học thạc sĩ. Thì nếu mà em mong muốn là người bạn đời của em sẽ học từ đại học trở lên và có công việc văn phòng như em, thì sẽ dễ có điểm chung nói chuyện hơn. Về các ngành khác thì sao? Các ngành sư xây dựng hoặc là kiến trúc xây dựng các thứ rồi thì sao? Vâng, thì tức là công việc ổn định ấy chị. Không, vì em xem trên chương trình thì có nhiều anh làm công việc kinh doanh ngoài hay kinh doanh tự do, thì em sợ là em không quen lắm. Còn một công việc không biết tả như thế nào nhỉ, tức là công việc ổn định văn phòng ấy chị. Rồi, ok. Tụi anh có năng khiếu tài lẻ gì không ha? Thực ra thì em hát được múa được. Rồi, hát được múa được, ok, hát thử nghe xem nào. À, bài gì đó? Bài gì bây giờ ta? Bài tủ đi. Dạ em thì chỉ hát karaoke chứ em không có tủ chị ạ. Đi với cơ quan thì các bạn bật bài gì thì cứ nhảy lên hát thôi. Người yêu ơi, có mềm đã héo khô, mặt hồ lá xanh xơ, những con đường vắng sương mờ, từng bước chân cuốn đi mùa thu xa lắm, vì nỗi buồn cứ thế đến bao giờ. Em ví dụ một đoạn như thế ạ, em xin ví dụ. Rồi, ok, em cảm ơn chị. Rồi, nếu như mà cái hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì thường là sẽ phải báo trước tụi anh bao nhiêu lâu thì mình sẽ sắp xếp để mình vào được ha. Dạ chắc là khoảng tốt nhất là 1 tháng, còn nếu không thì chắc là khoảng 3 tuần ạ, vì em cũng phải chắc chắn. Nhưng mà sẽ ghi hình vào cuối tuần hay là ngày thường ạ chị? Thường là khoảng tầm giữa tuần á, ít khi nào mà mình ghi hình cuối tuần á. Giữa tuần, vâng. Và thường sẽ ghi hình ban ngày ạ chị? Đúng rồi, thì từ chương trình ví dụ như nếu có lịch ghi hình thì sẽ báo bạn trước ít nhất là 1 tuần. Vâng, thế nên mà nếu mà em casting ok thì chắc là em mong chương trình sẽ liên hệ với em sớm hơn một chút, khoảng tầm 2-3 tuần được không? Rồi, ok, nếu mà có lịch sớm thì chương trình sẽ báo trước ha. Vâng, thì cho em dễ chủ động. Ok, rồi, cảm ơn Tố Anh nhiều ha. Vâng, em cảm ơn các chị. Rồi, bye Tố Anh ha. Đây là em. Quê quán của mình như thế nào ạ? Em tên Hương, còn bình thường thì đi làm công nhân. Quê quán thì ở Đồng Tháp mà hiện tại đi làm ở Bình Dương. Em tên gì? Em tên Thơ. Thơ hả? Quê dạ. Ở đâu? Em quê ở Đồng Tháp mà hiện tại em ở Bình Dương. Rồi làm công nhân bên cái gì em? Ngày trước em làm bên kiểm hàng á, công ty Mai, làm PC. Rồi ngày chưa có thời gian thì cũng đi làm ở bệnh viện, làm chăm sóc khách hàng. Rồi bây giờ là em, nãy em nói em đang làm ở đâu, Bình Dương hả? Dạ em đang ở Bình Dương. Em ở trên đó là với bạn hay là sao? Hay em chia tay chồng rồi, giờ đang nuôi bé.
À, ly hôn lâu chưa em? Dạ cũng lâu rồi chị. Mấy năm chia sẻ ra tự tự chủ động chia sẻ về cái hôn nhân đó giùm chị luôn. 27 tuổi có em có chồng, nói chung là cha mẹ ở nhà thì đã mất hết rồi, chỉ có mình em à, con một ở tới 2014 là ba với mẹ đã mất, tới em mới có chồng đây là chia tay ra cũng được hai đứa ly thân cũng 2 năm mấy rồi mới chia tay đây. Ừ, rồi mình nuôi đứa con là mấy tuổi rồi? Dạ con bé 3 tuổi hả? 3 tuổi rồi, lý do làm sao mình chia tay vậy em? Tại không không hợp với hai chồng bức tượng này kia rồi cha mẹ khó quá thì sống không được. Ừ, là em làm dâu hả? Dạ em làm dâu. Rồi sao khó làm sao, mà có nghĩa là lúc quen ảnh quen lâu không, sao mà về lại để qua rồi, rồi cũng phải qua chơi nhà bạn trai coi gia đình ta thích mình không, rồi sao mà lại 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 không được. Quen thì hai đứa tự quen tại vì cha với mẹ là đã có gia đình khác chấp nối rồi, cái như hai đứa quen như đám giỗ anh em về tổ chức đám cưới gì đó xong rồi hai đứa quen chừng tháng hả là cưới rồi, rồi như Rồi rồi sao mà đem vậy. về? Rồi sao, rồi gia đình vậy liên quan gì, gia đình vậy đâu có ai mà liên quan gì được. Cha mẹ thì như mẹ thì không có nhưng mà vẫn tới lui vẫn lo cho con cái, ảnh nghe lời mẹ nhiều hơn gia đình hơn nghe anh chị em dòng họ này kia nhiều hơn, chứ khi Rồi. dễ gia đình em không tiền bạc đồ này kia nó không nhờ giá rồi. Rồi vậy bây giờ thì ở trong đó công nhân còn Nhiều nhiều hơn không? Em chia tay rồi mà họ không tìm được ai à? dạ cũng dạ, nhiều mà lại tìm ra ra mà không cũng nhờ Sao sao vậy ảnh em? tại tại Là vì có có gia nhiều đình người biết rồi, nhưng nhưng mà mà ý cái là cái người người mà mà ly ly hôn vậy đó không có hả. hả? Dạ không Có em số có ít chia nhất tay vậy với á. ai lắm, giờ trên hàng toàn là người nữ mà Rồi rồi sao sao dám có giờ ý có ý tưởng mà định mà mình muốn tìm tìm một cái người người khác khác? Đây thì cũng không thì ai chia sẻ này kia. mà Rồi rồi bây vậy giờ bây giờ ok, em em muốn muốn một tìm một người cái như người thế như thế nào, nào, em em mô mô tả tả kỹ kỹ hoàn hoàn hảo thành kỹ công việc hoàn tối hảo tác kỹ quê quán của hoàn bạn hảo đó luôn. luôn ha. Em đi thì không cần cần hãy hay ai ra gì chi, còn thương lo nhận nhận bé là luôn thương lo con chị thôi. Dạ. Lo Nhận kiểu nhận vậy bé đó. Ở rồi tài tế xế rồi rồi này chắc kia chắn cũng là không sao đúng dạ. không? Ừ. Người Rồi ta đang người ta đang nuôi nuôi con là con được là được không, không, đang nuôi đang hai nuôi đứa con con được không? là nói chung là thì Đã đây mình có cũng gia có đình gia đình rồi. rồi, lo lo làm rồi kiếm được trai được trẻ trẻ gì Dạ, nhưng mà em sao nữa không? cần không. Chắc chắc thì đương nhiên phải có đứa nữa, nếu mà người ta muốn thì mình tha thôi, còn không thì thôi như ba nuôi hai đứa ba đứa con cũng được, có con cũng được. Rồi, Rồi à, tuổi tác của anh đó thì sao em? tuổi tác thì ví dụ lớn tuổi tuổi được được sao sao, nói chung là ví dụ như có lo lắng sợ con này kia rồi được, đừng có chồng danh gia quá bỏ bê con cái bệnh hoạn trở đi này kia thương yêu rồi chứ nhắc nhở quan bé Rồi, cứ lo sao nãy giờ là kiếm chồng cho em mà sao cứ thấy nhắc bé hoài vậy? Người ta thương mình thì người ta thương con mình thôi. vấn Đại vấn đà đề vậy em mà kiếm không chồng chồng tốt. tốt Gì mà mà lo cái vậy đó vậy vậy? tại vì thấy lên lại bây giờ sợ Sợ thì thì con thôi sợ ở vậy vậy, chứ chứ còn còn nếu nếu mà mà mang mang cái tâm tâm trí trí đó đó thì thì nó nó cũng 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 khó khó để để mà mà mình mình mở mở rộng rộng cái cái cơ cơ hội hội mình mình á. á. Cái Dạ quan trọng là thì em em á, là cái quan trọng là em em. à, không lấy lẽ thì thôi thôi chị thì em cũng cũng nói chung là nói trước Bây cho giờ dễ, nói chung em là mày mày phải thương thương bé bé rồi rồi nó nó cũng cũng tại tại vì vì em em nó nó cũng cũng coi coi cha cha mẹ mẹ rồi rồi để để nghiệp nghiệp nó. nó. Mình thấy đáng làm Không sao cần mình dùng vận mọi dụng nội cách công để để mình mình tìm tìm được một một cái cái người người chồng chồng mà mà tốt tốt á, á, người người ta ta sẽ sẽ thương thương em. em. Người ta sẽ Chứ thương còn con, chứ chứ còn còn bây giờ cái cái người người cha cha ruột lo của nó nó đúng đâu, không, không thương em thì cũng con người ta cũng cũng đâu có có lo. Giờ 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 người dạ. cha đó Có có lo lo gì gì cho cho con con không? không? Dạ dạ không Đó, vậy. đó, người ta
mình có cha ruột mình có con ba mẹ rồi cha ghẻ đi mình tính cha ghẻ là không có đẻ ra đó mà mình nuôi thì khó lắm cho nên làm sao em mới có được cái nào này mẹ tìm được nhìn bằng con mắt làm sao để ra được cái ông chồng tốt á hiểu không chứ đừng đừng có đứng đó mà yêu cầu người ta phải phải sẽ phải thương con em thế này kia khó lắm thương con em chị chia sẻ với em thôi còn dĩ nhiên cái đó chị không có kiểm tra được rồi không có biết ông nào đâu con em đâu lý tìm những cái tiêu chí của em. Em nói về cái tuổi người mà đồng ý chịu cho nhắc nhở là vừa mẹ vừa con vậy đó. Rồi bây giờ em chịu theo chồng được đúng không? Dạ được thì em nhà đâu có ai đâu. Con mò mò qua. Rồi ok em. Rồi nếu mà được chọn thì chắc là em ghi hình rồi bình thường được thoải mái đúng không? Dạ. Rồi được rồi cảm ơn em nha. Có gì nếu được chọn chương trình sẽ liên hệ lại với mình sau ha. Rồi cảm ơn chị. Rồi. Alo. Em ơi. Nghe rõ không em ơi? Dạ em nghe ạ. Em đang ở công ty hay sao? Dạ đúng rồi chị. Nghe công ty mình mà làm bên gì mà nghe hình như đang sản xuất hả? Nghe ở ngoài đường chị nghe hơi bị ồn. Rồi, thôi mình cast nhanh ha. Em bật cam lên giùm chị với. Ủa sao chị hết thấy rồi? Dạ đây ạ. Rồi, bật cam ra rồi mình nếu được thì em để cố định ở một cái chỗ nào để em ngồi để mà chị cũng phải ngắm dung nhan em coi em tham gia chương trình với cái khuôn mặt ngoại hình như thế nào nữa nha. Rồi nó tìm một chỗ mình ngồi cố định rồi tranh thủ khoảng 5-10 phút thôi em ha. Rồi bây giờ mời em giới thiệu nè, họ tên. Ủa? Giăng ra luôn. Gì vậy trời? Gì vậy? Nó nói như một con điên. Mi nói đi Mi. Hello. Dạ em nghe ạ. Em nghe chưa ạ? Rồi em giới thiệu họ tên tuổi quê quán nghề nghiệp của em với chị với ạ. Dạ. Em tên Thảo ạ. Em năm nay 24 tuổi. Em đang là nhân viên ngân hàng ạ. Quê em thì ở Bình Định chị. Quê Bình Định đúng không? Dạ đúng rồi. Em gì Thảo? Họ tên trong tuổi của mình là gì? Lâm Thị Thạch Thảo à? Lâm Thị Thảo. Rồi, 24 tuổi, nhân viên ngân hàng đúng không? Nhân viên ngân hàng gì em? Techcombank hay là Vietcom? OCB ạ. OCB. Hiện tại em đang làm ở Bình Định đúng không hả? Dạ không, em làm ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ở đâu lận em? Thành phố Hồ Chí Minh á chị, ở Sài Gòn. Rồi, em lên chương trình á, ví dụ như lên chương trình em có ca hát múa cột hay gì được không? Dạ không, em không có đăng ký gì nữa đâu. Không có đăng ký gì hết? Dạ, nếu ta để đăng nhập của mình không có hả? Hát thì được ạ. Đâu hát thử ngàn đoạn chơi coi. Tự nhiên nói cái em không thuộc bài nào hết chị. Lẽ em có thức tình bao giờ chưa? Dạ có. Rồi hát bài thức tình á. Có bài thất tình hả? Bùi Anh Tuấn hay gì đó. Nhưng mà ước gì? Nhưng mà bây giờ đang ở cơ quan đó chứ em không hát được đó chị. Không, ý là hát một chút xíu cho chị nghe cái giọng của em coi là chị có thể lựa chọn em đi làm ca sĩ được không? Không, giọng em bình thường lắm chị, không có làm ca sĩ gì đâu, em giọng em mỏng lắm không? Rồi, nãy em vừa nói em thất tình đúng không? Em cho chị biết là em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Hai mối tình. Rồi kể luôn hai mối tình đó cho chị nghe là em gặp người bạn ấy như thế nào, quen nhau sao mối tình đầu tiên á? Đa phần là thời đi học với chị. Mối tình thứ nhất là em quen thời đi học hả? Dạ đúng rồi chị. Lúc đó em nhiêu tuổi? 15 tuổi. Cái gì vậy bà?
15 tuổi mà yêu đương gì trời. Dạ. Sao vậy? Em gắt mà em đang nhìn cái gì thế đó? Dạ, do em đang ở cơ quan đó, nên là do em có hỏi chị bảo là cách tầm 5-10 phút thôi nên em phải... Rồi bây giờ em hãy tận dụng 5-10 phút của em để em chia sẻ một cách ngắn gọn nhất về bản thân mình để làm sao chàng trai bên kia... Ok, bây giờ em chỉ có 5 phút thôi. Bây giờ 5 phút, em bắt đầu em giới thiệu về bản thân em làm một lèo hết cho chị đi. Hai mối tình của em trải qua như thế nào? Đó, thì em có 10 phút thì nãy giờ mình sử dụng hết 5 phút rồi, giờ mình còn 5 phút đó, em giới thiệu đi. Dạ, hiện tại thì... về chuyện tình cảm thì em không có nhiều kinh nghiệm lắm, nhưng mà bản thân em tự tin em là người vui thủy. Tính em thì hiền, cũng không phải là quá nhé, nhưng mà bản tính em thì hiền. Hiện tại thì em cũng có công việc ổn định rồi. Em nghĩ là em cũng em là nhân viên ngân hàng thì em cũng có được học đầy đủ, công việc em cũng ổn định. Hiện tại thì kiểu em hướng là về người phụ nữ của gia đình nhiều hơn, tức là em có thể sau khi mà lập gia đình rồi thì em vẫn có thể không làm được việc học với việc là chăm sóc gia đình. Nấu ăn thì em vẫn có thể nấu ăn được, em nấu ăn được bình thường, tức là ngon hay dở thì cho người cảm nhận thôi, nhưng mà những cái việc nhà và đồ em đều có thể làm được, nhưng mà em cũng mong là đối phương là có thể chia sẻ được công việc nhà với em, phụ giúp những gì mà có thể. Em cũng mong muốn là cái người đối phương là người có thể hiểu được mình, thông cảm cho mình cũng như là yêu thương gia đình đối phương nữa. Rồi mẫu bạn trai chi tiết em muốn tìm kiếm là như thế nào? Ngoại hình, tính cách, tuổi tác, công việc, quê quán. Nếu được thì em muốn tìm người cùng quê, tại vì cùng quê thì đồng hương, những người đồng hương thì thường sẽ có một điểm chung. Còn về công việc thì bạn làm gì cũng được, miễn là tính tình bạn cũng hiền, quan trọng là có thể trân trọng em và gia đình của em được. Ngoại hình thì sao em? Tuổi tác thì sao? Tuổi tác à? Tuổi tác thì lớn hơn em. Lớn hơn bao nhiêu tuổi thì được? Lớn hơn bao nhiêu tuổi thì được? Em sinh năm 99 thì tầm 97 hoặc là hơn 97 một xíu cũng được. Rồi 90 rồi 89 được luôn không? Dạ vẫn được. Rồi nói em tuần một con giáp vẫn ok đúng không? Dạ. Ok. Ngoại hình có yêu cầu chiều cao, cân nặng hay là vóc dáng như thế nào không? Chắc cao hơn em là được. Em cao mét bao nhiêu? Em cao 1m55. Rồi bạn trai từ 1m65 lên là ok đúng không? Rồi ok, hôm nay vậy thì chỉ có 5 phút thôi, thì nó chỉ là phỏng vấn sơ lược thôi. Thì chị hy vọng là hai biên tập có gặp em để trao đổi về nội dung thì em sẽ chia sẻ kỹ hơn và chi tiết hơn cái câu chuyện của mình ha, để nếu như được thì mình sẽ tìm được một người phù hợp để mình ghi hình chương trình nha. Dạ.